Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kênh Giải Trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày. Những hình ảnh mới nhất của bé Lê Huỳnh Bảo Ngọc được mệnh danh là Hoa hậu nhí. Nổi tiếng xinh đẹp, Lê Huỳnh Bảo Ngọc là cái tên được nhiều người yêu thích. Mới đây cô bé đã gây bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh khác biệt. Hiện tại bé Bảo Ngọc đã 12 tuổi và có nhiều thay đổi về nhan sắc so với trước kia. Sau một thời gian vắng bóng trên mạng xã hội, thì mới đây mẹ của Bảo Ngọc đã đăng tải những hình ảnh đời thường của cô bé khiến mọi người phát sốt. Bởi lẽ khác với những hình ảnh đáng yêu trước kia, bé Bảo Ngọc ở tuổi 12 có nhiều nét thay đổi, chẳng hạn như gương mặt trưởng thành hơn, đặc biệt vóc dáng của cô bé đã phỏng phào hơn rất nhiều và ra dáng của một thiếu nữ dịu dàng. Mặc dù có khá nhiều nét thay đổi trên khuôn mặt, nhưng Bảo Ngọc vẫn xinh đẹp và cuốn hút người xem. Được biết hiện tại Bảo Ngọc ngoài những giờ lên lớp còn tham gia các hoạt động nghệ thuật như đóng phim, ca hát. Thời gian vừa qua cô bé gây ấn tượng với người hâm mộ khi tham gia vào vai chính của bộ phim Gia đình là số 1. Sau chương trình Gương mặt thân quen nhí năm 2015, Lê Huỳnh Bảo Ngọc trở thành cái tên nổi tiếng được người hâm mộ cuồng nhiệt. Cô bé còn được mọi người ưu ái gọi với biệt danh là Tiểu Mỹ Nhân Tây Đô vì quá cuốn hút và xinh đẹp. Kể từ đó, trang cá nhân của Bảo Ngọc thu hút hàng nghìn lượt follow và được nhiều nhãn hàng thời trang cũng như các sự kiện đình đám ngỏ ý hợp tác. Bảo Ngọc sở hữu gương mặt thay thơ, trong sáng, thu hút ánh mắt người đối diện. Đặc biệt mọi đường nét trên khuôn mặt cô bé đều hoàn hảo, với đôi mắt có hồn và miệng chúm chím cực kỳ đáng yêu. Bé Bảo Ngọc có thu nhập khá cao nên thường cùng mẹ đi du lịch trong những thời gian rảnh. Ngoài ra trên trang cá nhân, Bảo Ngọc thường đăng tải những hình ảnh đời thường nhưng cực kỳ ấn tượng với các bộ cảnh xinh đẹp, bắt mắt. Một đặc điểm mà Lê Huỳnh Bảo Ngọc khiến nhiều người thích thú, đó chính là cô bé từng có cơ hội đọ sắc với rất nhiều hoa hậu Việt Nam. Một số hoa hậu từng xuất hiện chung bức hình với Bảo Ngọc như Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Ngọc Hân. Lần nào bé Bảo Ngọc cũng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì quá xinh đẹp và nổi bật, chẳng kém cạnh những hoa hậu Việt khác. Không ít người đã hy vọng rằng trong tương lai, bé Bảo Ngọc sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc Việt Nam. Wow, being a girl is so great. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.